Cái gì? Vô đây nói chuyện nè. Hồi sáng đang ngủ. Rồi tới tôi chơi game khuya mà đang ngủ. Bà kêu bà gọi tôi, à em ơi sáng rảnh không, chị em đi Thảo Cầm Viên chơi. Má tưởng động đất chứ, bà rủ mình đi Thảo Cầm Viên chơi. À 9 giờ có mặt ở nhà chị nha, chị qua chị đón em nha. Ê 9 giờ em có mặt ở nhà em nha, chị qua chị đón em nha. Tôi lật đật tôi dậy, tôi thay đồ đã đời rồi, bây giờ sao bây giờ? 11 rưỡi rồi chưa qua. 11 rưỡi chưa qua, sáng giờ chưa ăn gì hết. Chắc tôi đi về quá, bây giờ bà kiếm cái bà nào mà lùng lùng mà chạy cái xe màu cam cam đi phóng qua là bà đó. Là coi như là về đây là tôi chửi cho một tên, tôi bỏ về tôi không đi nữa. Không đi nữa. 20 minutes later. Cái nhà tôi bà đâu phải bà không biết đâu mà. Cái bây giờ đâu. Ê. Mẹ kìa, đi đi. Phải ba không vậy? Đây nè bà. Lậu đàn. Mẹ cái máy luôn đây, kêu không nghe. Qua đây. Bà bán sai đó. Ủa đâu rồi? Ủa bà đâu rồi? Tôi mới thấy bà qua đây mà. Đúng mà kêu tôi 9 giờ tới, bây giờ 1 rưỡi bà mới tới là sao? Kẹt xe. Các bà nội tôi 2 tiếng rưỡi. Nãy giờ tôi đứng đây tôi đợi bà đi ngang qua kia. Bà đi, tôi kêu như thằng điên mà bà không nghe. Tôi gọi bà không nghe máy là sao? Đợi với nó bảo hiểm thì có nghe đâu. Điện thoại bỏ trong vỏ sao nghe hơn có cái anh kia anh chị á. Tôi biết vậy, giờ tôi ngủ vậy rồi chứ đi chứ bà kêu tôi đứng vậy. Thôi bây giờ tôi đền cho tôi dẫn đi chơi đời nữa. À quên. Xin chào các bạn. À, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chiếc xe màu cam của mình. Và ngày hôm nay khách mời của mình đó chính là Phương Nam. Chào các bạn. Vui lên coi. Chào các bạn. Hôm nay ngủ đi chơi ai biết bao ngày kèo gì đâu trời. Bây giờ các bạn. Thì tụi mình sẽ đi ra Thảo Cầm Viên chơi. Đi thế nào? Đi chơi. Chào các bạn. Tôi xe tay ga mà. Đúng rồi. Giờ đạp. Ừ. Mẹ lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh lên. Ê tôi chưa lên mà. Đi chưa? Được rồi. Trời. Bà có cái âm mưu gì không mà sao bữa nay bà rủ tôi đi Thảo Cầm Viên vậy? Viên à? Thì nghe nói là trước giờ em chưa được đi Thảo Cầm Viên nên là chưa dẫn. Nghe nói là bà nghe ai nói? Bữa thấy mày đăng tên lớp đó. Bà cũng xạo ke lắm. Ê bà ơi tôi nói nghe nè. Lên cái đoạn phía trước cho tôi chở đi chứ tôi ngồi sau tôi mỏi hám tôi quá bà ơi. Ngồi cái đi nữa thì giống như gà chiên nước mắm vậy nè. Chuyến gì đây qua đó còn có 10 cây nữa đó. Mà em biết đường đêm vậy? Không. Ủa chị không biết hả? Ủa chị biết em chưa đi lần nào mà chị sao chị hỏi em biết đường đi không? Rồi tới đoạn trước đi nha chứ tôi bây giờ là giống như con tôm luộc mà chưa chín đó. Nó vừa cong lên và vừa gặp xuống nè. Từ từ kiếm chỗ nào cắm trải mới đáp được chứ. Nói chân giống như bị tật vậy ta. Chị sáng giờ ăn gì chưa? Chưa. Chưa vô chắc vô dành ăn với mấy con thú đó luôn quá. Rồi ngừng nha. Ờ đã tắp vô phút này đi. Mỏi chân quá rồi. Xuống đi. Phải giữ ga. Gì vậy? Giữ ga. Đừng có tắt nha cha.
Ôi cha ơi, nó nhẹ cái háng đi đó phải không, vậy đó nó nhẹ cái háng gì vậy? Wow. Thì tính ra xe này cũng khó, cũng vui ha, lái ngoài đường ai cũng nhìn hết. Vui sao? Sao ơi, xe này mua như vậy chuyển nhượng cho tôi đi được không? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tôi chở người yêu tôi đi ăn ốc. Xe người ta mua cả mấy ngàn đô. Gì mấy ngàn đô? Ừ. Má má nổ gì mà nổ. Anh dữ má, mấy ngàn đô tôi đi mua ít ít hát tôi lái cho rồi. Thì đi mua đi. Khai đi, xe này hồi xưa mua nhiêu? Hai mấy. Hai mấy triệu. Đó là sửa lại nữa cho đẹp lên. Sửa lại là hai mấy triệu. Ừ. Là mua cũ đúng không? Mua mới. Mua mới rồi đi sửa lại nữa má ơi. Sơn lại. Ủa chứ nó không có cái màu này à? Không. Cũng đầu tư dữ. Bỏ hai mấy củ mua xe này. Sao? Giờ... cũng bây... là cái xe mà. Bây giờ chia lại tôi hai củ mấy này chị không? Ngờ đi nào. Nãy giờ vậy phải tới chứ. Rồi. Này. Bà thầy, bà tới gì mà để cho người ta biết coi vậy? Tôi đi ông nội. Đừng nghĩ tôi không giống chơi không nha. Muốn bánh mì ăn. Muốn bánh mì ăn hả? Ừ. Em đó hả? À được, được. Hay á, hay á. Em thích ăn chả cá ăn nè em. Chả cá đi ngon. Chả cá, chả cá. Ê nói nghe nè, cái xe này cái chân trống chỗ nào? Trống đứng đó mà để đi khỏi trống. Giờ là chân trống là cái này nè đúng không? 30 ngàn con có thói không? Em mượn 30 ngàn. Hả? What the hell? Chưa có rốt. Má mà đủ tôi đi chơi bây giờ đi ra, ra, ra anh mua bánh mì cái tôi trả tiền. Ba chục ngàn hả? Dạ, rồi, rồi sao? Chị cảm ơn em hay em cảm ơn chị? Mình cảm ơn lẫn nhau. À, hả? Chắc mình đem vô kia ăn họ hay là mình ăn đây? Họ đem vô kia ăn luôn đi. Giờ chắc 12 giờ mấy rồi hả? Đi Thảo Cầm Viên phải đi buổi trưa chứ ai là đi buổi sáng. Má người ta đi Thảo Cầm Viên người ta đi buổi sáng cho nó mát, mà đi buổi trưa ướt nhẹp luôn rồi. Ok đó. Vô Thảo Cầm Viên chứ cần là gì làm đẹp đúng không? Vô đó sẽ thú ngắm và ai ngắm mà là làm đẹp. Đó, ngầu liền. Sao bánh mì vô ăn. Quá lấy luôn. Hi, bây giờ tụi mình đã có mặt tại Thảo Cầm Viên rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị đi mua vé và đi vô trong thôi. Ác vậy, thứ hai người ta không mở cửa. Bị điên hả, không mở cửa thấy người ta đi một đống không? Em vô người ta đuổi ra kìa. Thấy cái gì không? Phòng bán vé, mua vé chưa? Ủa đi Thảo Cầm Viên cũng toán vé hả? Ủa chứ không lẽ người ta mở free cho ai muốn vô thì vô, đi vô mua vé. Hồi nãy em chửi nó nữa. Người ta chưa đánh em làm ai vậy đó. Bây giờ là 1m3 là 50, chứ 1m3 là 30 hả? Ừ. Ôi lời rồi, giờ là mình chỉ cần tốn 80 thôi. Tại sao? Thì bây giờ chị đưa vô đo nè, đó. Ở phương bước đó, ở đó là 30 mà bác còn 2 vé. Rồi đi về vô, con bác còn 2 vé rồi. Nhục, nhục lắm. Nhục lắm hả? Dạ, cô ơi bán con 2 vé ạ. Này ra ATM rút có được tiền không ta? Rút lại 50. Nhiên không. Đi thôi. Ủa? Sao nãy đòi vô trong kia vừa đi dạo vừa ăn mà? Đó là hồi nãy thôi. Chứ bây giờ mà cầm ổ bánh mì này vô trong đó là mấy thú dành ăn hết của em là em không có em ăn em đói chết luôn á. Trời đất ơi. Làm vậy mà sợ thú dành ăn với mình. Phải lo cắt nó một chút. Thấy cái này ngon không? Chị giới thiệu mà có bao giờ không ngon đâu. Là chị mượn tiền em chị trả đó.
cho nên bây giờ em ăn kiểu như ăn cho ăn cho chán họng mày đó. Định trả rồi mà nói vậy thôi, khỏi khỏi trả. Thôi trả đi, trả đi, ngon lắm này, ngon lắm. Nó chưa mua nước uống, chưa khăn nước quá. Cái quay nước tự động đúng không? Ủa không phải. Tự động không người ra lấy tiền nữa. Qua đây. Nhìn giống đi qua cổng an ninh đó hả? Cái chú hình ấy, em chửi ổng đó. Sao vậy? Ổng không cho em vô em chửi ổng đó. Phải rồi. Chứ nữa không ra. Sao? Lần đầu tiên đi thả cầm viên thấy sao? Ủa nó rộng kinh khủng. Cái đây là chỉ là khu cho người ta đi dạo thôi đó hả? Đúng rồi, nó phải mà. Vô tuốt trong kia nữa chứ nãy giờ em có thấy được con thú nào ở đây đâu. Đó, bởi vậy chưa thấy thú là tuốt dưới kia. Chưa bao giờ đi thảo cầm viên nào lớn như vậy. Chị thì đi được lần rồi, nhưng mà bây giờ đi vô lại thì cảm giác giống như mới đi lần đầu á. Mà xạo của bà nó cũng vậy, nó có khác gì đâu. Tại vì đi lâu quá rồi không nhớ, hiểu đi không? Hồi lúc đi là hồi lớp mấy? Hồi cấp 1. Cấp gì? Hồi năm 1 đại học. Năm 1 đại học với cấp 1 nó khác nhau lắm á. Thôi, đi kiếm mấy thú chơi đi. Đúng rồi, đi kiếm thú chơi đi. Đi thôi, con xíu. Nó ghi chữ xíu nhưng mà thấy giống con cò thì mình nói. Ê, con cò đại đi. Đi vô coi đi. Đi vô coi, tưởng nó con cò đại. Y như con ngỗng chứ khác. Ủa? Gì đâu mà kêu con xíu. Con này con ngỗng mà. Con ngỗng trắng mà ghi con xíu đâu ra. Ê, mình có đi lộn chuồng không? Biết con đực không? Nó bên kia nó biết con đực. Ê, nhưng... làm nồi cháo ngon lắm. Nhưng mà sao còn cái con đen đen là con gì vậy? Ngỗng đen. Thì ngỗng nó có nhiều loại trắng đen. Người cũng có nhiều người nữa. Không phải đâu, cái con đen đen là con này nè. Phải không? Vậy con này con là con gì? Phải đi tìm con xíu. Ê kìa. Phải không? Đâu? Nó trắng trắng vậy đúng không? Con cò chứ. Đi kiếm con khác đi, con cò, con ngỗng thất bại rồi. Con xíu gì kỳ quá. Quá. Bây giờ tụi mình sẽ đi vô trong để xem những con vật thú vị hơn. Em thấy là con đó là thất bại với em rồi. Nhìn ở đằng sau mình có một đàn người giống như kiểu tụi mình là hướng dẫn viên du lịch á. Now ladies and gentlemen, welcome to Thảo Cầm Viên, Sài Gòn. Today is... Thầy Kiều. Today is... Monday. Today is... Nín luôn. Nãy giờ phải kiếm mày. Chú ơi. Ôi sao tự nhiên bây giờ có con... Nó tắm mà ta. Nó uống nước. Uống nước. Kìa, mày... không thấy hả? Mấy con kia bị nhốt hết rồi. Con này ra đây uống nước. Có nghĩa là con này uống xong thì con kia sẽ ra. Chứ người ta không thể nào thả ba con ra để đây uống một lượt thì nó sẽ chật cái bồn, hiểu không? Đúng rồi, hay quá. Có kinh nghiệm. Đố Nam, con voi tiếng Anh là cái gì? Cái này biết. Voi tiếng Anh là... Elephant. Cái gì? Elephant. Cười gì? Đúng mà. Không lẽ bây giờ đọc elephant đúng không? Phải đọc elephant. Voi đang làm cái gì? Đi điều bước 1 2 1 2. Voi đang tập thể dục kìa các bạn. Mà để bây giờ làm được chứ. Kìa nhìn kìa. Đó. Bà này sao em khó cảm gì đâu, nó đặc biệt mấy bà kia ta. Nhìn cái chân bà dài hơn đúng không? Chị thấy cặp ngà nó không? Đúng rồi, mấy con kia không có ngà đúng không? Đúng rồi. Ngà voi là cái mà bây giờ trên thị trường nó rất là có giá trị. Mà người ta đồn là nó chữa bệnh này nọ, mà em thấy là làm gì có được cái chuyện đó. Ngà voi cũng như xương đồ này nọ thôi, gì đâu mà chữa bệnh. Nhưng mà nếu mà muốn lấy ngà là phải giết luôn con voi đúng không? Đúng rồi, tại vì nếu như họ muốn cưa ngà á, là phải họ cưa luôn cái phần ở trong gốc luôn á. Cho nên là làm như vậy thì con voi nó chết. Bởi vậy những con voi như vậy là nó đang bị tuyệt chủng á. Tội nghiệp quá à. Nên giờ còn có mình á, cô đơn chẳng biết làm gì, phải tập thể dục hàng ngày thôi. Đó cũng là do lòng tham của con người thôi. Đúng vậy. Cứ tác động vô thiên nhiên thì sẽ quỷ hoại thiên nhiên. Con voi này là voi đực hay voi cái ta? Em nghĩ là voi đực. Biết sao không? Sao? Tại vì cái chân nó dài đó, nó đi em thấy nó thòng thòng xuống. Thòng cái gì? Thòng cái gì mà em biết đó là cái con đực là được rồi. Bỏ kỹ quá vậy. Đố em chứ con voi mang thai bao nhiêu tháng? Con người là 9 tháng 10 ngày. Con voi chắc 10 ngày 9 tháng quá. Bị điên hả mày? Em để coi, con voi chắc phải nó phải sớm hơn. Bây giờ em mà đoán đúng là mua cho em ly nước uống liền luôn. Khoảng 4 tháng.
4 tháng. Chắc chưa? Chắc rồi. Sai. Sai là sai trên hay sai dưới? Sai là sai nhích lên hay sai nhích dưới? Lên. Vậy là 6 tháng. Sai. 7 tháng. Sai. 9 tháng. Nghỉ luôn đi, 21 tháng. Thưa các bạn, Dôi mang thai từ 21 đến 22 tháng. Nó đâu phải na tra đâu mà mang thai dữ vậy nè. Thôi đi, 21 tháng. Kinh nghiệm, có kinh nghiệm rồi. Đúng rồi. Bây giờ chừng nào trả lời đúng câu hỏi thì mới cho uống nước. Đâu? Uống cơm cỏ Việt Nam. Thấy nãy giờ rồi. Ôi, mà nhìn con hươu này giống như... Em liên tưởng đâu hồi xưa em coi phim Siêu Nhân Gao á. Chị có coi Siêu Nhân Gao không? Nó có một con hươu cổ cổ. Ý chang con này luôn đó, con này nó đi ra nè. Chị liên tưởng tới sữa, quảng cáo sữa hươu cao cổ á. Sữa hươu cao cổ à? Ừ. Chị có uống không? Không. Em nghĩ vậy. Chứ chị vừa uống thì bây giờ chị đâu cần đứng lên đây đâu à. Hay công nhận nó cao thiệt ha. Không những cái cổ nó cao mà cái chân nó cũng cao nữa đó các bạn. Con này nó chỉ ăn cây lá thôi hả ta? Hay là nó có ăn cái gì? Ê mà nhìn cái dáng nó mất cân đối quá ha. Tự nhiên cái cổ dài thòn, cái chân dài thòn, cái mình có ăn khúc à. Nhiều khi cao quá cũng đâu có tốt đâu. Đúng rồi. Chứ, nhưng mà lùn quá cũng không tốt lắm đâu. Cứ cân đối là được rồi. Cỡ chị là vừa đúng không? Vừa là vừa cái gì? Vừa là vừa cho lớp mầm non á. Sợ luôn các bạn. Có một điều đặc biệt nãy giờ chỉ đi hai chuồng thôi mà em rút ra một điều như thế này. Những con động vật trong này mặc dù nó được ăn uống, được cho ăn, được tắm rửa nhưng mà có vẻ nó buồn buồn sao? Ừ, chắc nó buồn ngủ. Thì sao? Thí dụ bây giờ nhốt chị vô một cái nhà nào đó, rồi cứ tới giờ cho chị ăn, cứ tới giờ cho chị uống, tới giờ tắm cho chị thấy vui không? Vui. Đi tiếp đi, đi tiếp đi, đi tiếp đi, đi tiếp. Gì? Lại đây, lại đây. Chị thích hươu cao cổ không? Thích. Bây giờ em đố chị về con hươu cao cổ xíu nha. Ừ. Bây giờ hồi nãy là thấy con hươu cao cổ nó cao đúng không? Ừ. Em đố chị nó cao nhất là khoảng mấy mét? 5-6 mét. Ừ. Rồi bây giờ đố chị là nó mang thai là khoảng mấy tháng? Khó ta. Đoán đại nha. Chị đoán đại là 15 tháng. Thôi chị biết. Chị đã nói rồi, chị của em là một người rất là uyên bác và uyên thâm và kiến thức bao la rộng lớn, cho nên là cái gì mà chị không biết anh? Ôi nghĩ đố mà biết trơn, đố chị nghĩ. Thật ra là mình biết thế nào nó cũng đố mình, cho nên lúc nãy mình đi ngang mình đã kịp tia vào các bạn đó rồi. Nam à, làm sao cứ có thể hại chị được. Chị, sao sở thú này nó kỳ kỳ vậy? Sao kỳ? Heo người ta nuôi trong chuồng chứ ai nuôi trong sở thú bao giờ? Heo đâu? Đó, con bự ở trong, con nằm ngoài đó. Con đó là con heo. Nó mập như con heo, nó không phải con heo là con gì? Con hà bá. Con hà bá. Con hà mã. Hà mã hả? Ừ. Hà mã. Sao y chang con heo vậy? Sao y chang con hà bá của bà vậy? Ấy vậy là cái dụng nước là cho nó bơi đó hả? Nó tắm á. Nhưng mà bình thường chị thấy mấy con này nó sẽ ở dưới nước mà sao nó lại ở trên đó làm gì vậy ta? Chắc mấy con này lai heo rồi, nó ghét nước lắm. Cái gì toilet hả? Toilet đứng nửa tiếng đồng hồ rồi chưa xong. Khó đi. Thôi bỏ qua con heo hà mã này đi. Đi kiếm con khác chơi. Ê, Tôn Ngộ Không nè mấy bạn. Giống này nó khác cái giống khỉ bình thường. Nè, là loài khỉ nhỏ nhất nè. Ê, nó bứt lá kìa. Ê, các bạn đâu bứt lá ăn kìa các bạn. Ê, dữ lắm à. Nhâm, 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 nhâm. Con kia cho, đúng không? Công nhận con khỉ nó gần gũi với con người ha. Nhìn y hệt em à. Giống lắm luôn á. Bây giờ chị tưởng là em ở trong đó không? Sao nó không bắt em bỏ vô đó hả? Bắt em bỏ vô đó là đông lắm luôn á. Đâu? Đó. Con này con gì? Con tắc kè mà. Tắc kè gì mà nó bự vậy? Kêu. Con lạ lắm nè. Đâu? Chuột nó đang ăn cứt nè. Cái gì? Con chuột nó mới tha cục cứt kìa. Trời thiệt mấy bạn ơi.
Nè, con chuột nè, nó đó nên là lùa cục cước kìa đó. Cái chuột trong sở thú lão hả? À, nó nuôi con chuột nó có ý đồ hết. À. Thôi phải dọn. À. Thôi phải dọn. Trời ơi, bán ngon lành luôn kìa. Bà làm gì kìa? Làm gì vậy? Trương đó nè. Này bằng túng cánh hả? Nè, kìa. Bà biết cái tư thế là tư thế gì không? Tư thế gì? Tư thế là tư thế ngành. Hãy chiếm lấy em đi. Đó. Bà muốn vô ngành hay sao mà bà bắt chước theo? Chiếm lấy em đi. Phơi cánh ra. Đó. Em đi. Đây, đây là con gì các bạn biết không? Đây là con già đẩy. Nghe cái tên con gà gãy hả? Con già đẩy. Già đẩy. Ừ. Cái tên tàu lao mà bỏ con này đi bà ơi. Hãy chiếm lấy em đi. Mình cũng không biết con này là con gì. Đấy, nữa. Con này nó là con ngành. Dạ biết là được rồi. Em đi qua con đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan tới con gì? Nam! Em làm cái gì ở đây vậy? Thấy cái lòng không? Chung vô chơi cho vui. Bởi vậy? Tới đây rồi đó hả? Bởi vậy người ta nói không sai các bạn à. Mình đang chở củi về rừng á. Mình đang đưa Nam trở về với cái nơi vốn dĩ mà Nam nên ở đây. Đây là một cái chuồng và quý khách có thể tham gia. Muốn tham quan em là phải mua vé. Từ từ đứng đó đi, chị chụp cho tấm hình. Rồi chụp nha. Qua mình vào thiên nhiên. Rồi. Đó, mình chụp hình là mình phải có những cái vô gọi là độc đáo mà không giống ai. Ủa không bị khóa hả? Không. Nghĩ sao vậy? Đó, bà nghĩ. Ủa, bà đi đâu? Các bạn ơi, ở đây có một cái đoàn xe. Cái đoàn xe lửa này và dùng để chở các bạn khách tham quan đi vòng vòng cái khu này. Nhưng mà không hiểu sao là bây giờ chắc là giờ trưa cho nên người ta nghỉ mất tiêu rồi. Ê, con này vui lắm nè mấy bạn ơi, nhìn kìa. Cái chân nó kỳ kỳ ha. Nhìn cái đầu đó giống như là có cái chiếc dép ở trên đó. Không, giống cái gì ta? Giống cái bàn chải. Nó nhảy kìa, ấy nó hung vô kìa. Cái chuột vô kìa. Nó không có đi nhưng mà nó nhảy các bạn ơi, lạ quá à. Con này là con gì? Hồng hoàng hả? À? Hồng hoàng là con gì ta? Ở Ấn Độ. Ồ. Làm tổ trong các hốc cây. Trời ơi nhìn kìa. Nhìn cái đầu nó kỳ lắm luôn á. Con này giống trong phim hoạt hình quá. Ừ, giống như ai dán cái đế dép lên đầu nó vậy. Cái này mình lần đầu tiên thấy luôn á. Lạ hả? Sở thú này có nhiều con lạ thiệt. Nó kêu em kìa Nam. Wow. Ê nó mất cái lá vậy, nó cái chân nó gấp cái lá vậy. Ê. Ê. Ý mày nói cái này hả? Tọa cái con này. Đó nè. Ú dễ thương quá. Trời ơi kìa. Ê mày chui đít hả mày? Mày kể đít hả? Thấy không? Tao giúp kể đít không? Kìa con kia bóp đít nó kìa. Con này sao nó cứ bệnh đít nó lại vậy ha? Ừ. Mày mắc ỉa đúng không? Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một nơi cho Phương Nam rồi. Đây, đây đích thị là nhà của Phương Nam. Nhìn đi các bạn à. Nhìn cái mỏ đi. Không khác Nam ở một cái chỗ nào hết. Nè Nam, chu mỏ ra nè. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. À, các bạn nhìn đi. Không khác một xíu nào hết. Đánh ra là em phải trong đây nha Nam. Nó thui quá thui bà ơi. Sao mấy con này nó ở dơ quá. Càng giống em hơn nữa đó. Bậy, em ơi sạch lắm chị ơi. Thôi nhưng mà mình cũng không biết tại sao mà ở đây lại thúi đến như vậy. Chắc là do à bên này hả? Bên này là mấy bạn cày mực. Trời ơi ba ăn xong rồi ba ị rồi ba ngủ kìa. Ba ngủ mà tay chân ba thải lai chứ ba kia thôi kìa. Ai làm gì làm đi, có ngó gì ngó đi, còn tao ngủ á vậy đó. Nguồn gốc cả. Nguồn gốc của cái mùi thúi là do bả hả? Chắc bà này nè, nhìn cái bộ lông là biết rồi chứ. Hồi bên này nó thơm lưng mà đúng không? Không có thúi vậy. Thôi đi đi, thúi quá. Chị con Đà Lạt kìa. Cái gì? Con lạc đà. Con lạc đà thường thường là nó sống trong cái môi trường nóng ta. Ừ. Sa mạc rồi đó. Nhưng mà ở đây cũng nóng mà. Đây, hai con đó đang làm gì? Đang ăn chung nhau hả? Hai con đó không quan trọng, quan trọng cái bà kia, bà đang nghỉ đó kìa. Đó, đó cái bà chim gì đó, bà chim là chim gì. Ê, sao tự nhiên lại có con đó trong chuồng này vậy? Thường thường nó gắn ghép đôi gì đó để cho hai con phối nhau, lai ra con gì thì nó lai. Bà này bà ỉ chắc luôn nè, đó rồi bà im lặng để nó ỉ đà. Ê có bạn chỉ dẫn nè,
gấu chuồng chim lớn là hướng này. Ơi Linh Dương giả nhân được ơi kìa. Giả nhân là con gì? Vượn khỉ rồi đó, nhưng mà nó sẽ bự hơn. Thôi đi coi. Ừ, đi hướng này. Giả nhân con cọp bây giờ ra được ơi luôn nè. Wow, ủa tại sao cái này nó lại cao hơn bình thường vậy ta? Tại vì con đường ơi là con rất là to, cho nên là phải để nó ở dưới mình, ở trên cao mình nhìn xuống. Có giống kinh công không? Ờ, vòng vòng đó đó, con này chắc cháo chích của kinh công đó. Đố Nam thấy được một cái tấm thảm dặm chân. Tấm thảm dặm chân hả? Ừ. Ở đâu? Nè. Trời ơi, không hiểu sao mà nó có thể nằm được cái thế như vậy luôn á. Bà kia là không quan tâm sự đời. Bà kia là tụi bay làm gì đó, tụi bay làm đi. Ê, có khi nào nó biết bay, nó bay ra ngoài đây không? Hai. Các bạn ơi, đây là hang cọp. Cuối cùng tôi cũng đã gặp được idol của tôi rồi. Trời ơi, nó đang tiến về phía mình kia. Không, nó đã lướt ngang mình rồi. Cọp trắng kia, con cọp trắng này nghe nói là nó là một trong chỉ vài con ở Đông Nam Á thôi, mà ở Thảo Cầm Viên là có một con đó. Thiệt không? Thiệt. Em có đọc báo. Nhìn cái lông của con cọp vàng rất là đẹp các bạn, nó mịn mà nó về cái độ đẹp á, độ đẹp, độ mướt thì con cọp vàng. Đúng rồi. Nhưng về độ quý hiếm á thì con cọp trắng. Cái con trên nó mới nháy mắt với em phát nè. Nhưng mà sao nhìn cái miệng nó thả ra mà cứ ngắt được hay quá vậy? Ê, nhìn nó giống chơi cái trò gì mà hồi xưa ở trên mạng nó nổi nè. Giống như là nhạc lên xong cái nhạc vừa tắt là phải đứng yên á. Cứ là cứ nhạc tắt là phải đứng yên chứ nhạc tắt mà còn cử động là thua đúng không? Là hai con quỷ này chơi dai ghê ha. Này không biết không cần thua thắng gì hết, cứ đứng yên rồi đó. Đố chị nha. Con cá sấu điểm yếu của nó nằm chỗ nào? Nước mắt. Nước mắt. Nước mắt. Nước mắt cá sấu là cái tục ngữ. Điểm yếu của nó là nằm ngay chỗ cái mũi, sống mũi nè. À. Đấm cái bóp vô một cái là coi như nó sẽ bất tỉnh. Thiệt không? Em vô em đánh nó thử coi. Khi khoa học nó chứng minh rồi, mình đâu cần chứng minh lại. Cũng đã thấy đây là chuồng sư tử. Đố Nam, đâu là sư tử chồng, đâu là sư tử vợ? Sư tử chồng vợ mày. Thì có hai con, thì con chồng con vợ chứ gì nè, đó. Con vợ là con này nè, con khoanh tay lại nè. Con cứ kiểu như là cái gì cái của một người phụ nữ á, bốn cái điều gì đó. Chung ngũ hạnh. À không, chung ngũ hạnh đó, con chung ngũ hạnh đó. Vòng tay yêu thương. Còn con mẹ kia đó, con thằng cha kia là thằng cha đực, thằng cha chồng. Ừ. Đó, cứ ngáp ngủ đừng ngáy, đừng nhìn bâng quơ. Nhìn gái. Nhìn đó con này không quan tâm. À, kiểu hai vợ chồng đang giận nhau các bạn. Giận lẫy rồi. Đố Nam. Sư tử tiếng Anh là gì? Sư tử là lion. Lion. Cọp á là tiger. Tiger là bia mẹ á. Nhưng mà đọc đúng là tiger. Con này là lion. Trời. Gì? Nãy em trả lời đúng, sư tử là con lion đó. Rồi sao? Rồi em uống nước đi, em cắt nước đó. Đi rồi. Em địa quán nước kia rồi, em mới xin. Đi thôi, cũng khác lắm rồi. Đúng rồi, khác quá trời khác rồi. Em uống nước á. Mày mà được uống nước mà ác mà hơn quỷ. Ê, cái quán nước này dễ thương lắm mấy bạn ơi. Ngồi thì mình có thể nhìn ra bờ sông luôn nè. Uống nước mà ngắm cảnh được. Đúng rồi, chúng ta sẽ uống nước ngắm cảnh và ngắm thơ. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã dạo xong hết cái Thảo Cầm Viên này rồi. Thật ra thì cũng... Nói là hết thôi chứ chưa hết đâu. Em nghĩ là mỗi mình mới chỉ đi tham quan thú này nọ thôi chứ còn nhiều thứ lắm. Như bên kia kìa mình có đi đâu. Những cái đó là những cái cây cỏ này nọ, nhưng mà những cái con thú chủ yếu mình cũng đã đi hết rồi. Lâu lắm rồi mới trở lại đây, nhưng mà nói chung là không khí thì cũng khá là trong lành và ngắm các bạn thú thì cũng dễ thương. Chị chị em thấy mấy con thú ăn em đói. Sáng giờ ăn nguyên ổ bánh mì uống nước. Đúng như vậy, đó, thì trời bao nhiêu đó thôi đó. Đi ăn nha. Đi ăn. Cái gì? Đi ăn mà khó khăn quá vậy. Không biết gì nữa. Cái kiếp của tôi á. Âm mưu hết hả? Ê, tính ra là cái này hai đứa mình chung một đội nha, chứ đâu phải là... Không phải... Ừ, thì bây giờ không được ăn thì chị cũng không được ăn chứ bộ. Bây giờ chị nhớ, bây giờ liệt kê nè. Bây giờ em nhớ nhiều, chị nhớ nhiều rồi, hai đứa gộp lại rồi đi ăn nè. Rồi, đó bộ. Bắt đầu!
Đầu tiên là con voi. Con rau cỏ. Bên đó cái chim quên. À, cái con gì? Bậy, khoan khoan, chưa. Đầu tiên là con ngỗng, con xéo. Ủa khoan, nhưng mà có cần phải theo trình tự không? Không. Không. Không, là con xéo. Con cọp. Con gấu. Con nai. Ủa con hươu. Con cá sấu. Con đười ơi. cái gì giả quỷ giả, con giả nhân giả nhân giả quỷ rồi có gì nữa con công con tỷ con khỉ sóc con nhỏ không nhỏ phải, con khỉ sóc khỉ sóc là loài khỉ nhỏ nhất trên thế giới đó. Đúng rồi khỉ sóc rồi con già thục nhỏ gì đó. già đẩy nhỏ con lằn à. Yeah. Dạ, tôi còn kể được nhiều nữa mà nãy nói 10 con. Kể tới đó thôi. Mình giáp bộ. Đủ ăn thôi, chứ kể bây nhiều giờ, quá là cái gì. Mình kể quá cái người ta nói ở này sắp xếp đúng không? Ừ. Rồi, không được lòng. Tới 10 con, đúng 10 con. Đi ra thôi. Làm cái gì mà đi tham quan thú xong các bà đi hai hàng. Vô nó nói bộ bà bị thú. Điên không? Chứ sao mà đi tham quan thú mà đi vậy là sao? Trước con đười ơi á. Ơi, con gái đi kiểu này là con gái đi lắm. Hi. Dạ các bạn, hiện tại thì tụi mình đang ở Rubik Zoo. Rubik Zoo, kế bên Thảo Cầm Viên. Kế bên cái The Zoo là cái Rubik Zoo. Và cái Rubik Zoo này là nó mình đã thấy người ta xây dựng từ rất là lâu rồi, mình chạy qua chạy lại cũng rất nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình tới đây đó. Thôi giờ là chị là lần trước chị đi sở thú nhưng mà chị không ghé đây. Đúng rồi. Bên đây mới ghé đây. Mà trong đây có cái gì? Trong đây thì nó có một cái dạng khu phức hợp ăn uống giải trí và nghỉ ngơi vui chơi của các bạn trẻ và đặc biệt là những người khách nước ngoài nữa. Đúng như vậy. Thì để biết ở trong đây có cái gì thì bây giờ tụi mình sẽ cùng đi vô đây nha. Come here. Nó không có mở cửa. Là tối người ta mới mở. Còn giờ ít à. Bây giờ trời mù quá rồi giờ sao? Nó là cái gì biết không? À. Nó là cái container. Chính xác. Container xe hơi, xe chở hàng đúng không? Đó là một điều đặc biệt ở trong Rubik's Zoo này là tất cả các cửa hàng đều được làm từ những cái container hết. Rồi xong rồi, bây giờ biết rồi thì đi ra ngoài ăn. Tình hình là bây giờ đi ăn mà không có được ăn, cho nên là bây giờ tụi tôi mỗi đứa phải ngồi sợ điện thoại để coi quán nào ăn. Và hai bạn ekip đã đề xuất là ăn một cái quán gì đó trên đường, một cái hẻm nào đó trên đường Lý Tự Trọng. Một là hẻm 76 Hai Bà Trưng, hai là hẻm 177 Lý Tự Trọng. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi ra Hai Bà Trưng để ăn. Đây, Hai Bà Trưng đây. Ok. Hẻm 67 Hai Bà Trưng. 76 76 Hai Bà Trưng nhé. 76 Hai Bà Trưng. Hẹn gặp ở đó. Không có gì để ăn hết. Đèn đỏ. Đèn đỏ rồi. Nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Hiện tại tụi mình đang đứng trước hẻm 76 Hai Bà Trưng rồi. Đây là cái hẻm 76. Đây là một mới đi gửi xe xong tôi đã thấy đây là một khu ăn uống phức hợp. Phức tạp. Quá trời thứ luôn, không biết qua được. Cái cảm giác đầu tiên của mình đó chính là đông chật chội, nhưng mà thôi không phải chạy. Nhưng mà đường một cái thấy rất là nhiều đồ ăn, có vẻ rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ đi vô và mua đồ ăn ăn thôi. Thôi anh ơi, đó một quá. Go. Ê, chân gà kìa. Ôi, cái này bao nhiêu rồi? Lấy cho con một con. Chân gà xả tắc. Rất là hấp dẫn. Mới vô là cảm thấy liền luôn. 30.000 rồi. Chua ngọt ngọt cái cây chậm đó là tôi đó, y như là cái ATM di động vậy. Bye.
Ai cha. Sao ít quá ta? Ít hả? Thì ở đây đi đồng My backyard roller coaster with my face on a giant poster. Tonight we're having oyster with the Kobe steak in the toaster. Waiting to feed my lions and chickens. Đây là những món mà tụi mình đã lặn lội và chen chúc cuối cùng cũng đã mua được. Hồi nãy các bạn thấy đó, đó rất là đông mà mua được bấy nhiêu đây là cháy mồ hôi sôi. Bây giờ mình sẽ tính sơ sơ cho mấy bạn coi nha. Đây. Cỡ 300 ngàn đó là mua được hết một bao nhiêu đây cả nước luôn là tụi mình sẽ dành cho 6 người ăn mà sức của 6 người đang rất là đói. Bây giờ thì ăn thôi. Bây giờ cuối cùng thì sau một cái thời gian gọi là chen lấn chật chội nực nội thì tụi mình cũng đã có một cái bữa ăn no nè, thoải mái, đỡ khát. Bây giờ xong hết rồi đó. Bây giờ về nhà tắm rửa ngủ miếng nữa. Tối nay mình còn có hẹn. Tối nay tôi với Kiều còn hàng riêng với nhau nữa. Cái này thì sẽ không quay. Cái này sẽ không quay được đâu. Hoặc là có quay thì chiếu nội bộ coi. Thôi thì bây giờ cũng đã đến lúc tụi mình phải bye bye các bạn rồi. Nếu như các bạn yêu thích mình và bạn Nam thì hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể xem được những cái video mới nhất nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Bye.